Ta sang chủ đề 8, bài 22, phân loại thế giới sống. Phần 1, sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. Có nghĩa là phân loại để làm gì? Thì ở đây người ta nói như sau. Thế giới sống thì rất đa dạng và phức tạp. Khi ta phân loại thế giới sống sẽ giúp chúng ta gọi đúng tên của sinh vật, đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại, nhận ra sự đa dạng của sinh giới. Đó là sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. Vậy thì phân loại thế giới sống hay là phân loại sinh vật dựa vào những tiêu chí nào? Ở đây người ta đưa ra cho chúng ta một vài tiêu chí, ví dụ như là về đặc điểm tế bào. Đặc điểm tế bào thì ta có thể phân loại theo tế bào nhân sơ hoặc là tế bào nhân thực. Một tiêu chí khác đó là về mức độ tổ chức cơ thể, thì sinh vật đó thuộc loại cơ thể đơn bào hay cơ thể đa bào. Về môi trường sống thì ta có thể phân loại dựa vào sinh vật đó sống ở môi trường nước hay là ở môi trường cạn. Về kiểu dinh dưỡng thì ta sẽ xem thử sinh vật đó thuộc kiểu tự dưỡng hay dị dưỡng. Tự dưỡng nghĩa là tự bản thân sinh vật có thể tổng hợp được chất hữu cơ. Còn dị dưỡng là bản thân sinh vật không thể tổng hợp được chất hữu cơ mà phải sống nhờ vào sinh vật khác, ví dụ như là ký sinh ha, vi khuẩn ký sinh chẳng hạn, thì nó phải sống dựa vào chất dinh dưỡng của vật chủ, đó là dị dưỡng. Ở đây giới thiệu cho các em một số sinh vật trong tự nhiên. Câu hỏi đặt ra như sau: kể tên một số sinh vật trong hình 22.1, từ đó em hãy nhận xét về thế giới sống. Vậy các sinh vật ở đây, hình đầu tiên đây là con vọc, đây là nhện, rùa, bướm, bọ cánh cứng, cá, vi khuẩn, chim hay là cụ thể là con cò ha, trùng dày, cây dương xỉ, cây thông và hoa súng. Từ đó ta có nhận xét như sau: các loài sinh vật trong tự nhiên đa dạng về số lượng, chủng loại và môi trường sống. Đa dạng ở đây có nghĩa là rất nhiều, nhiều về số lượng, nhiều về chủng loại và môi trường sống, có thể là sống ở cạn, sống ở nước, vân vân. Câu 2. Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Ở trên đây có gợi ý cho các em các tiêu chí để phân loại thế giới sống. Lúc nãy cô có nói rồi, mình ghi lại thôi. Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1. Mình sẽ lựa chọn một vài tiêu chí ở đây để phân loại các sinh vật trong hình này. Gợi ý câu trả lời cho các em như sau. Đầu tiên về tiêu chí thì có đặc điểm tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, môi trường sống, kiểu dinh dưỡng, vân vân. Ví dụ về một số cách phân loại. Ví dụ như phân loại theo môi trường sống thì các em sẽ quan sát các sinh vật ở trong hình 22.1, sinh vật nào sống ở môi trường cạn, sinh vật nào sống ở môi trường nước thì mình sẽ phân loại ra. Ví dụ sống ở môi trường nước như là rùa, cá, hoa súng, trùng dày. Còn sống ở môi trường cạn, ví dụ như là vọc, nhện, bướm, bọ, con cò. Ta có thể phân loại theo tiêu chí thứ hai, đó là theo mức độ tổ chức cơ thể. Đầu tiên là cơ thể đơn bào thì mình có hai sinh vật, đó là trùng dày và vi khuẩn. Còn cơ thể đa bào là các sinh vật còn lại. Ta có ghi nhớ như sau. Phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật mà vào một hệ thống theo trật tự nhất định dựa vào đặc điểm cơ thể. Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại. Ta sang phần 2, các bậc phân loại sinh vật. Hình 22.2 giới thiệu cho các em các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao. Đó là loài, chi hoặc giống, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Câu hỏi số 3.
Em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống. Vậy mình chỉ cần kể lại theo thứ tự từ thấp lên cao ở đây thôi. Nhắc lại, đó là loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Ví dụ về cách phân loại loài gấu đen châu Mỹ. Gấu đen đây. Muốn phân loại được thì các em phải đọc được cái bảng này, đọc được cái hình này. Đầu tiên, gấu đen, nó thuộc loài gấu đen châu Mỹ. Rồi tiếp theo, ở cái khung thứ hai là chi hoặc là giống. Thì các sinh vật cùng trong một khung thì sẽ có cùng giống, đó là giống gấu. Thứ ba là họ. Gấu đen và thêm một vài loài sinh vật ở đây sẽ có cùng họ, đó là họ gấu. Mình sẽ dò dưới này nữa ha. Dò tương tự từ đây xuống và đọc tên họ ở dưới này. Rồi tới bộ, gấu đen ở đây thì mình dò xuống dưới này là thuộc bộ ăn thịt. Những loài sinh vật này cũng cùng bộ ăn thịt với gấu đen nè. Tiếp theo là tới lớp, là lớp gì thì mình phải dò xuống dưới này. Thuộc lớp động vật có vú, chung lớp với những loài này. Tiếp theo là tới ngành, dò xuống dưới đây là thuộc ngành dây sống. Vậy gấu đen thuộc ngành dây sống chung với các loài sinh vật này. Và ngoài cùng đó là giới, thì gấu đen châu Mỹ thuộc giới động vật. Đây, tất cả những loài này đều thuộc giới động vật. Vậy tóm lại, cách phân loại gấu đen dựa vào cái hình này mình có thể biết được loài là loài gấu đen châu Mỹ, giống gấu, họ gấu, bộ ăn thịt, lớp động vật có vú, ngành dây sống và giới động vật. Ta có câu hỏi như sau. Từ cách phân loại loài gấu đen châu Mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài gấu trắng trong hình 22.3. Loài gấu trắng là ở hàng thứ hai. Nó chỉ khác gấu đen là ở loài thôi. Với cái con gấu đen thì nó thuộc loài gấu đen châu Mỹ. Còn gấu trắng này thì nó là thuộc loài gấu trắng. Còn lại là chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới đều giống với gấu đen hết. Tức là loài gấu trắng thuộc giống gấu, họ gấu, bộ thuộc bộ ăn thịt, lớp động vật có vú, ngành dây sống và giới động vật. Vậy ta trả lời ở đây. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cách gọi tên loài. Đầu tiên là đối với cây lúa. Tên phổ thông là cây lúa. Ngoài tên phổ thông ra còn có tên khoa học. Tên chi, tên loài. Ở đây là tác giả. Tên tác giả. Vậy nếu để ý các em sẽ thấy cái tên khoa học này là được ghép từ tên chi với tên loài. Ha, tên chi với tên loài ghép lại với nhau sẽ tạo thành tên khoa học. Sau đó ở trong ngoặc người ta sẽ để tên của tác giả. Tương tự đối với con cá lóc chẳng hạn, thì tên phổ thông của nó là cá lóc đen. Ngoài ra theo tiếng địa phương, tức là một số vùng miền, thì nó còn có những cái tên khác như là cá trầu, cá quả, cá chuối. Rồi tên giống với lại tên chi thì là như nhau ha. Đây nè, ví dụ như cây lúa thì người ta để là chi, còn cá thì người ta để là giống. Chi với giống tương đương với nhau. Tên loài thì tương tự như vậy, để ra được cái tên khoa học, mình sẽ ghép tên giống với tên loài. Sau đó mở ngoặc ra sẽ là tên tác giả và năm công bố nếu có. Nếu có năm thì mình sẽ ghi cái năm vào đây, còn không có thì thôi. Ví dụ như ở bên cây lúa thì không có năm thì mình sẽ chỉ để tên tác giả thôi. Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào. Các cách gọi tên của sinh vật đó là tên phổ thông, tên địa phương, tên khoa học. Trong đó tên khoa học là sẽ bằng nó có công thức ghép tên lại, đó là tên giống, sau đó đến tên loài, rồi tên tác giả và năm công bố. Câu hỏi thảo luận: nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây.
biết tên chi hoặc là giống và tên loài. Vậy thì muốn gọi được tên khoa học, các em chỉ cần ghép cái tên chi với tên loài lại là được. Đây, con người, chim bồ câu, cây ngọc lan trắng, cây ngô, mình chỉ cần ghép tên chi với tên loài lại là ra tên khoa học rồi. Ghi nhớ như sau: loài là bậc phân loại cơ bản, gồm một nhóm cá thể sinh vật có đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và có khả năng giao phối để sinh ra thế hệ mới. Trong phân loại, người ta chia các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự là loài, chi hoặc là giống, rồi đến họ, đến bộ, rồi lớp, ngành, giới. Bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa sinh vật càng ít. Còn cách gọi tên sinh vật thì mình sẽ có những cách, đó là tên phổ thông. Tên phổ thông là cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu. Tiếp theo là tên khoa học, là cách gọi tên một loài sinh vật theo tên chi, giống và tên loài, tức là ghép tên chi với tên loài lại với nhau sẽ ra tên khoa học. Ngoài ra còn có tên địa phương, cái này thì chỉ có một vài loài sinh vật là có tên địa phương thôi, là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền hoặc là quốc gia. Ta sang phần 3, các giới sinh vật. Như các em đã học ở trên, giới chính là bậc phân loại cao nhất của sinh vật. Ở đây người ta chia sinh vật thành 5 giới, đó là giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới động vật, giới thực vật. Vậy người ta dựa vào đâu để phân loại sinh vật thành 5 giới? Ở đây người ta có nói, đó là dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, khả năng di chuyển, kiểu dinh dưỡng. Đó, đây là những tiêu chí để phân loại sinh vật ra thành 5 giới. Cụ thể như sau: giới khởi sinh, nó sẽ bao gồm những thực vật là có cấu tạo tế bào nhân sơ nè, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng. Môi trường sống thì đa dạng, tức là sinh vật ở giới này có thể là sống, có những sinh vật sống ở cạn, có những sinh vật sống ở nước, hoặc là sống trên cơ thể sinh vật khác. Tức là bản thân nó không thể tự tổng hợp được chất dinh dưỡng mà phải sống nhờ vào cơ thể sinh vật khác ấy. Đại diện của giới này chính là vi khuẩn E. coli. Tiếp theo là giới nguyên sinh. Đặc điểm của giới nguyên sinh là gì? Là cơ thể sinh vật có tế bào, có cấu tạo là tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng. Môi trường sống đó là môi trường nước hoặc trên cơ thể sinh vật khác. Mà đại diện cho giới nguyên sinh đó là trùng roi, tảo lục. Giới thứ ba là giới nấm. Đặc điểm của giới này đó là bao gồm sinh vật có tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng. Và đại diện đó là nấm mốc, nấm men. Giới thứ tư đó là giới thực vật. Đặc điểm của sinh vật ở giới này đó là có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp, môi trường sống thì đa dạng và không có khả năng di chuyển. Đại diện cho giới này là rêu tường, dương sĩ, thông đất, lúa nước. Nó tức là các loại cây ha, thì nó sẽ thuộc giới thực vật. Giới tiếp theo là giới động vật. Đặc điểm của sinh vật ở giới này đó là tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, sống dị dưỡng, có khả năng di chuyển, môi trường sống đa dạng. Mà đại diện của giới này thì có rất nhiều, ví dụ như san hô, tôm sông, châu chấu, dung đất, cá hồi, ếch đồng, thạch sùng, gà lôi, khỉ vàng, vân vân. Từ đó ta trả lời được các câu hỏi ở đây. Câu số 5. Hãy quan sát hình 22.5 cho biết sinh vật được chia thành mấy giới. Là 5 giới ở đây ha, người ta có kể rồi, mình kể lại thôi. Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỗi giới. Ở bên dưới người ta có kể rồi, mình sẽ nhắc lại. Giới khởi sinh, đại diện là vi khuẩn E. coli nè. Giới nguyên sinh là trùng roi, trùng dày, trùng biến hình. Các em có thể dựa vào hình vẽ này để kể tên cũng được. Giới động vật như là cá, chim, ếch. Giới thực vật như là dương sĩ, cây cà chua. Giới nấm như là nấm rơm. Đó, mình có thể dựa vào hình này. Em có thể phân biệt 5 giới sinh vật dựa vào những tiêu chí nào? Đây, các tiêu chí ở đây ha. Đó là đặc điểm cấu tạo tế bào,
mức độ tổ chức cơ thể, khả năng di chuyển và kiểu dinh dưỡng. Ta có ghi nhớ ở đây đó chính là thế giới được chia thành năm giới. Thế giới sống được chia thành năm giới: giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới động vật, giới thực vật. Rồi, câu hỏi thảo luận. Hãy xác định môi trường sống của đại diện các sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau. Cột đầu tiên là giới, ở đây người ta kể tên năm giới. Rồi cột thứ hai, chúng ta sẽ kể tên đại diện của mỗi giới và những cái đại diện đó nó sống trong môi trường nào thì mình sẽ đánh dấu cộng vào đây. Giờ mình sẽ làm tiếp cho giới nguyên sinh. Mình sẽ lên xem thử giới nguyên sinh là gồm cái gì. Giới nguyên sinh nè, có trùng roi, tảo lục nè. Cô sẽ ghi vào đây là trùng roi. Môi trường sống của trùng roi. À, lát nữa mình sẽ ghi sau, bây giờ ghi đại diện hết luôn ha. Nấm rơm. Còn thực vật đó là cây cà chua. Các em muốn kể cây khác cũng được. Động vật, con cá chẳng hạn. Rồi, trùng roi thì môi trường sống của nó là môi trường nước. Nấm rơm thì sống trên cạn. Cây cà chua sống trên cạn. Con cá sống dưới nước. Đó. Phần 4, khóa lưỡng phân. Ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng khóa lưỡng phân. Cách xây dựng khóa lưỡng phân chính là một cách phân loại sinh vật. Ví dụ như thế này. Ở đây đưa ra cho các em bốn loài sinh vật, đó là con thỏ, cây hoa sen, con cá rô phi và con chim bồ câu. Người ta sẽ tiến hành phân loại các loài sinh vật này như sau. Đầu tiên, người ta sẽ đưa ra một cái tiêu chí đó là có khả năng di chuyển hay không. Thì mình thấy trong bốn loài sinh vật này, cây hoa sen là không có khả năng di chuyển nên nó sẽ nằm ở một nhóm riêng. Còn ba loài sinh vật còn lại có khả năng di chuyển cho nên nó sẽ nằm ở một nhóm riêng. Ba loài sinh vật này người ta tiếp tục đưa ra tiêu chí để phân loại đó là có chân hoặc không có chân. Vậy trong đó ta thấy rằng con cá rô phi là không có chân. Nó sẽ nằm ở một nhóm riêng. Còn lại có chân là con thỏ và con chim bồ câu. Hai loài này người ta tiếp tục phân loại dựa vào tiêu chí đó là biết bay hoặc không biết bay. Vậy ta thấy con thỏ thì không biết bay, còn con chim bồ câu thì biết bay. Như vậy là ta đã sắp xếp bốn loài sinh vật này vào bốn nhóm riêng biệt dựa vào các tiêu chí mà ta đã đặt ra ở đây. Thì đây chính là cách xây dựng khóa lưỡng phân. Nhìn vào đây các em có thể thấy rằng để xây dựng được khóa lưỡng phân thì người ta sẽ đưa ra một cặp tiêu chí đối lập nhau. Ví dụ có di chuyển hoặc là không di chuyển nè, có chân hoặc là không chân nè, biết bay hoặc là không biết bay. Đó, người ta sẽ phân loại như vậy cho đến khi nào mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật thì dừng lại. Rồi ghi nhớ như sau. Khóa lưỡng phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi, tức là một cặp đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm. Cách xây dựng khóa lưỡng phân như sau. Đầu tiên, xác định đặc điểm đặc trưng đối lập nhau của mỗi sinh vật. Dựa vào đó phân chia chúng thành hai nhóm và ta sẽ phân chia cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật. Mình quay lại trả lời câu hỏi số 7 và số 8. Quan sát hình 22.6. Em hãy nêu các đặc điểm được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình. Người ta sẽ dùng những đặc điểm như sau, đó là có khả năng di chuyển hay không, có chân hay không, biết bay hay không. Cụ thể là con thỏ thì có khả năng di chuyển, có chân và không biết bay. Cây hoa sen không có khả năng di chuyển. Con cá rô phi thì có khả năng di chuyển và không có chân. Con chim bồ câu thì có khả năng di chuyển, có chân và biết bay. Đây chính là những đặc điểm để phân loại các sinh vật này.
Câu số 8, hãy cho biết cách xây dựng khóa lượng phân trong hình 22.7. Cái này thì ở phần ghi nhớ có, các em có thể ghi lại. Đó là xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi sinh vật. Dựa vào đặc điểm đặc trưng của mỗi sinh vật để chia sinh vật thành hai nhóm. Tiếp tục phân chia các nhóm sinh vật trên thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi nào mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật. Câu hỏi: liên hệ việc sắp xếp các loại sách vào giá sách với việc sắp xếp các sinh vật của thế giới tự nhiên vào các nhóm phân loại có ý nghĩa gì? Vậy đầu tiên các em thấy rằng là chúng ta xếp các loại sách vào giá sách, tức là sắp xếp theo loại á, thì việc này sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm sách mà mình đang cần. Và thứ hai là ta sẽ biết được là chúng ta có những loại sách nào, có nhiều loại sách hay không. Đó, thì mình sẽ liên hệ với việc sắp xếp sinh vật vào các nhóm phân loại. Nó sẽ có ý nghĩa là giúp chúng ta nhận biết được là sinh vật trong thế giới tự nhiên rất đa dạng, rất nhiều. Và thứ hai là giúp chúng ta dễ dàng trong cái việc tìm kiếm và nghiên cứu sinh vật. Đây, câu trả lời gợi ý cho các em. Phần bài tập. Câu số 1. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự nào sau đây? Các em sẽ chọn một đáp án đúng nhất. Ở đây ta thấy rằng đáp án A, loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới là đáp án đúng. Đó, ta chọn câu A. Câu 2, tên khoa học của người là cái này. Hãy xác định tên giống, loài, tác giả năm tìm ra loài đó. Vậy ở đây các em thấy tên khoa học sẽ được ghép từ tên giống, tên loài, tác giả và năm tìm ra theo thứ tự. Do đó mình thấy cái đầu tiên, cái từ đầu tiên sẽ là tên giống nè. Từ tiếp theo sẽ là tên loài. Đây là tên tác giả và năm tìm ra là năm 1758. Ta trả lời như sau. Câu hỏi số 3. Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào. Đầu tiên, hình đầu tiên đó là vi khuẩn, thì nó sẽ thuộc giới khởi sinh. Tiếp theo là con gà, thuộc giới động vật. Con ong cũng giới động vật. Con này là, tiếp theo cái này là trùng roi. Trùng roi thuộc giới nguyên sinh. Rêu thuộc giới thực vật. Con ếch thuộc giới động vật. Cây phượng thuộc giới thực vật. Và cuối cùng là nấm. Đây là nấm đùi gà thì nó sẽ thuộc giới nấm.